hội. Khi cụ sống, cụ thường đi trong đình làng. Khi đình làng bị phá thì có lấy đi một cái đầu con chó và một con chó đá và một con rùa đá và gạch của đình làng để về làm nhà mình. Khi vợ chồng chúng con ở đấy, khi vợ chồng cúng con ở đấy, vợ chồng chúng con chứ, đọc đấy là cúng. Khi vợ đồng chúng con, khi vợ chồng chúng con ở đấy thì thường xuyên bị ốm đau, nhưng chúng con không biết lại đào bể phốt và xây nhà tự hoại ở đất đấy. Khi đào, con thấy một số đồng tiền, một số đồng xu tiền ngày xưa. Từ khi chúng con thấy đồng tiền xu thì gia đình con thường bị tai nạn giao. Không hiểu hay là đứt tay hay thế nào đấy, thường bị tai nạn giao chấm, không hiểu là tai nạn bằng cái gì, tai nạn giao gì, giao tai nạn giao tai nạn giao là tai nạn gì, thường hay bị tai nạn thôi, nói nôm na là thường hay bị tai nạn. Chồng con 39 tuổi bị nạn xong thì chưa khỏi, thì con trai lại bị tai nạn xong, gia đình sợ quá nên có mời thầy sư đến tận nhà cúng phả độ gia tiên tại nhà. Xong không bao lâu thì con trai con lại bị tai nạn tiếp, đến con cứ liên tục, lại đến con cứ liên tục trong nhà, con bị tai nạn nhiều quá, con khổ quá. Con lại đi xem bói, thầy bói bảo đất ở nhà con có sơn tinh thần nữ đang ngự ở tại đây, gia đình phải xây cây hương ở ngoài sân để thờ thì may ra mới hết được. Chúng con chưa kịp xây thì có người rủ con đi lên chùa khai nguyên lễ. Con cũng được nghe băng giảng của thầy và con cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được 5 ngày rồi, mà con cứ thấy con bướm và kiến đen nó cứ vào quyển kinh của con mà đang tụng, con sợ quá, gia đình con không biết làm thế nào mà cũng không biết kêu ai cứu được cho gia đình con. Con cầu xin thầy cho con một lời khuyên, vợ chồng con phải làm thế nào để được để ở được cái đất này, con xin cảm ơn thầy. Các cụ đúc kết kinh nghiệm đã từ ngày xưa rất lâu rồi, nói rằng cái đất mà ở vào đất đình, đất chùa, tức là cái đất mà ngày xưa là có đình đền miếu mạo và chùa chiền đó, chùa tháp đó, xây dựng để cúng Phật, cúng thánh, cúng thần đó, mà vì một lý do nào đó hoặc giặc Pháp đốt hoặc là chiến tranh tàn phá, nó chỉ còn lại cái nền móng hoặc là nó chỉ còn lại khu đất trống mà bây giờ chúng ta hoặc là mua đến để ở hoặc là chúng ta chiếm lấy để ở, thì các cụ nói là sẽ không thể khá lên được, gần như không có cách gì để xử lý cả, còn gần như không có cách gì để xử lý, vì những cái trường hợp ở vào đất đình, đất chùa, đất đền, đất miếu như thế mà cái nơi nào nó linh thiêng, chúng tôi bảo cũng bảo họ khuyên là tụng kinh Địa Tạng, thậm chí tụng đến cả năm rồi nhưng mà vẫn không chuyển được. Vì sao? Vì chúng ta biết là cái đất đó, cái nơi đó là cái nơi gì mà thánh thần người ta đã được, ngày xưa người ta đã được phong và người ta được xây dựng đình đền miếu mạo và thờ nơi đó rồi. Nhưng vì chiến tranh hoặc là vì một cái lý do nào đó, con người ta tác động vào đập phá đi và lại san sẻ chia đất cho dân ở hoặc là dân tự ra chiếm lấy để ở đó, thì cái này thật mà khó để mà giải quyết được. Theo thầy thì cũng có vài trường hợp thầy khuyên là thôi bán cái chỗ đấy đi để mua chỗ khác, thậm chí bán rẻ thì cũng phải bán. Có một cái trường hợp ở trong Kim Bôi Hòa Bình mà vừa rồi cái gia đình nhà họ cũng ở vào một cái đất miếu kiểu như thế, gia đình cũng chết chóc lụn bại hết đi, và vừa qua thì ra gặp thầy thì thầy bảo thôi thì bây giờ thì
đất thì Phật tử ấy, cái vị đó nói là nhà cũng còn rất nhiều đất ở chỗ khác, nhưng cái chỗ đấy là chỗ ở từ ngày xưa rồi, mấy chục năm nay rồi, bây giờ không muốn chuyển đi. Thế tôi bảo thôi, có nhiều đất chỗ khác thì làm đi chỗ đấy, bây giờ là cúng lại cho dân cho xã để lại xây lại cái miếu thờ như ngày xưa, nó 300-400 mét vuông thôi, bán nó được mà trong quê thế này được vài trăm triệu thì nó cũng không không giải quyết được cái vấn đề gì lớn. Cho nên sau khi nghe thầy khuyên như vậy thì gia đình về hiến lại cho dân cho xã để làm xây lại cái miếu, và gia đình chuyển sang một cái khu đất cách đó khoảng độ mấy trăm mét, nó không phải là đất đền đất miếu ngày xưa ở. Thế từ ngày xong một cái thì cả gia đình yên. Có đứa cháu trai trưởng thì đi thi đỗ 3 trường đại học cái kỳ đại học vừa rồi, đỗ 3 trường đại học đó. Mà gia đình mọi người là mạnh khỏe, yên ấm trở lại. Thế cho nên thì cái này thì thầy cũng khuyên như vậy, còn bây giờ thầy cũng không có cái cách gì để khuyên hơn như vậy đâu. Mà còn đoán ông thầy cúng về thì thầy nghĩ chả có ông thầy cúng nào mà chấn yểm được, càng chấn yểm càng chết. Cái trường hợp này càng chấn yểm càng chết. Còn bây giờ nếu mà điều kiện, không có điều kiện để đi nơi khác thì thôi, theo thầy thì cứ tụng kinh Địa Tạng nhất tâm để hồi hướng, sám hối các cụ, các vị thần linh ở nơi đó, là thì thôi gia đình chúng con ngày trước đây ngu si, ám muội để ông cụ nhà con làm cái việc như thế, Phật tử nói là lấy cột đá, lấy con chó đá hay lấy cái gì đó vân vân, một vài thứ đó, ở ngoài đền ngoài miếu đó để về làm ở nhà đó. Thì nay thì nay đem công đức tụng kinh này để sám hối cái việc đó. Đấy, còn cái đất cát nhà cửa thì mình nếu không có điều kiện để chuyển đi hay là không thể bán được để chuyển đi chẳng hạn, thì thôi cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, xin các ngài hoan hỷ cho. Xin các ngài khi mà mình phát nguyện tụng kinh 100 ngày hoặc 1 năm chẳng hạn, hoặc 3 năm chẳng hạn, để hồi hướng bao nhiêu công đức để hồi hướng cho các ngài, để các ngài được siêu thăng cảnh giới, được về nhậm chức ở một gì một ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu thì to hơn, lớn hơn, nhiều người cung phụng và cung kính cúng dường hơn, tuổi thọ các ngài là gì, được thọ mạng lâu dài hơn, phúc báo của các ngài gì được, gì được tốt đẹp hơn, thì đương nhiên gì các ngài cũng sẽ hoan hỷ để cho chúng ta ở lại cái nhà đó thôi, đó, cái đất đó thôi. Nhưng cái này là phải phát đại nguyện ngày 2 thời hoặc 3 thời tụng kinh Địa Tạng, tức là mỗi ngày hết một bộ đó, một bộ cả 3 quyển, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Tụng thế nào, tụng một thời hết cả một bộ cũng được, tùy theo, nếu thời gian không có. Còn thời gian mà có thì chia ra thành 2 hoặc 3 thời là tốt nhất, vì chúng ta còn có thời gian để niệm Phật thì nó sẽ tốt hơn. Mà còn thời gian không có cả 3 thời, chỉ có một buổi sáng, một buổi tối chẳng hạn, thì chúng ta chỉ có thể nhất tâm tụng cả một quyển thượng trung hạ vào một thời thì cũng được, không sao cả. Lấy công đức đó hồi hướng cho các vị và sám hối cái tội lỗi các cụ của chúng ta. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, giới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. No.